xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Chương trình được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý khán giả, ngưỡng mộ doanh nhân Bạch Thái Bưởi, trân trọng và yêu quý văn hóa dân tộc, doanh nhân Phạm Hà, chủ tịch Luck Group đã quyết tâm viết tiếp giấc mơ của vị doanh nhân được coi là vua tàu thủy nước Nam. Đó là giấc mơ về một đội du thuyền chạy dọc bờ biển Việt Nam nhằm giới thiệu cho bạn bè quốc tế những nét đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam, giúp du khách có những trải nghiệm độc đáo khi đặt chân đến dải đất xinh đẹp hình chữ S. Và trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi khát vọng cũng như chặng hành trình đưa thương hiệu du lịch Việt gắn liền với các giá trị văn hóa, lịch sử, dân tộc của vị doanh nhân tuổi Tân Mão này. Sinh năm 1975, đúng năm đất nước giành được độc lập, tuổi Ất Mão, xông pha, nhanh nhẹn, Phạm Hà đã lăn lộn với rất nhiều công việc trước khi thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Ông đã từng làm hướng dẫn viên tại công ty lữ hành nổi tiếng Buffalo Tours, đã trải qua nghiệp cầm phấn trắng trên giảng đường, rồi phiên dịch viên đến làm phim. Nhưng rồi đích đến của vị doanh nhân này vẫn là du lịch. Nhảy vào ngành kinh doanh lữ hành cao cấp, du thuyền một cách mạo hiểm, ông Hà đã phải tự xoay sở, đồng thời vận dụng sức mạnh của cuộc cách mạng số hóa để tăng sức cạnh tranh cho công ty của mình. Ông Hà quan niệm, du lịch không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê. Làm du lịch không chỉ là dẫn khách đến một địa điểm mà còn là sứ mệnh tạo ra các trải nghiệm mới lạ để hình thành nên những ký ức đẹp đẽ cho du khách năm châu. Và cũng từ đó, mọi ý tưởng kinh doanh của ông đều xoay quanh triết lý này. Đến một vùng đất mới thì không những chỉ có trải nghiệm vùng đấy mà còn mở ra được rất nhiều những cái kiến thức, không chỉ đến từ điểm A đến điểm B mà nó là cái những lữ khách họ sẽ có cảm nghĩ sâu sắc về đất nước, văn hóa và con người. Thì đấy là những cái mà chúng tôi đang cố gắng mang đến cho du khách những cái trải nghiệm mà họ mang về những cái kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam chúng ta. Kinh doanh loại hình du lịch đặc biệt này không đơn giản, bởi tại thời điểm đó, du thuyền là một thị trường vừa mới, vừa mở, tạo ra sản phẩm tốt và khác biệt đã khó, tạo ra trải nghiệm khác biệt và độc đáo cho du khách quốc tế còn khó hơn nhiều. Và cũng chính bởi niềm đam mê với văn hóa dân tộc, ông Hà đã quyết tâm biến di sản thành tài sản vô giá đối với hoạt động kinh doanh du thuyền của mình. Là một người đam mê nghệ thuật, yêu tranh, Phạm Hà sưu tập tranh của nhiều họa sĩ, nhưng phần lớn là tranh Phạm Lực vì những tác phẩm chạm vào cảm xúc, làm rung động trái tim ông. Những câu chuyện văn hóa, lịch sử Việt Nam được người họa sĩ đa tài kể qua màu sắc, đường nét, hình khối rất mê hoặc. Khi nhìn vào tranh, người xem có thể thấy được văn hóa, chiều dài của lịch sử. Để rồi những bức tranh đó đã hiện diện trên con thuyền di sản Heritage Bình Chuẩn của Phạm Hà một cách đầy ngẫu hứng, gây bao rung cảm cho du khách trong nước và quốc tế. Đó cũng là một trong những điều khác biệt làm nên thương hiệu của du thuyền di sản Heritage. Không gian trưng bày tranh ảnh ở đây thì rất là nghệ thuật, hoài cổ, giúp cho người xem có thể đặt mình được vào cái dòng chảy thời gian. Thế nên là khi xem những bức tranh này, tôi cảm giác như là mình như được hòa mình vào những thế kỷ trước và như lưu giữ lại được hết tất cả những giá trị văn hóa từ thế kỷ 20 để lại. Và cũng chính bởi tình yêu văn hóa, yêu những di sản của dân tộc mà Phạm Hà đã tập trung hai du thuyền hoạt động tại Vịnh Hạ Long. Bởi lẽ, trong quan niệm của ông, Vịnh Hạ Long không chỉ là niềm yêu thích của riêng mình mà còn có ý nghĩa lớn lao cả với ngành du lịch và hình ảnh đất nước. Với hầu hết du khách nước ngoài, nơi đầu tiên họ nghĩ tới khi lên kế hoạch khám phá Việt Nam chính là Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thế giới mới. Du khách đến đây cảm nhận như họ được chạm vào giấc mơ di sản và thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Việt Nam. Đó cũng chính là lý do vì sao trong hầu hết các chương trình của Lux Group đều đưa Hạ Long là một trong những điểm phải đến cho du khách quốc tế. Very authentic. So what I like in this boat is all the culture that is around the boat. So a lot of painting, a lot of old pictures of Vietnam. So this is for us, this was very pleasant. At every floor we see this, so for us it was very very nice. Definitely, yes, and I sent some pictures to my wife
and she said we must come back here all together. So we definitely come back because there is a lot to see here. It's very relaxing at the same time. So yes, definitely. Vận hành và phát triển đội ngũ du thuyền, Phạm Hà tự hào về văn hóa, di sản, lịch sử của Việt Nam và coi việc phát huy giá trị, quảng bá văn hóa Việt Nam là sứ mệnh của người làm du lịch. Vâng thưa quý vị, doanh nhân Phạm Hà đã thành công trong lĩnh vực du lịch sang trọng nhờ chính niềm đam mê văn hóa dân tộc và coi đó như ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho con đường kinh doanh của mình. Ông luôn coi việc quảng bá và chắp cánh để ngày càng có nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế chạm được vào kho di sản quý báu của dân tộc là sứ mệnh của mình. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với vị doanh nhân đầy ý tưởng sáng tạo này. Cảm ơn doanh nhân Phạm Hà đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Được biết, bản thân ông cũng đã từng trải qua rất nhiều vị trí, công việc khác nhau trước khi có cơ duyên đến với hành trình du lịch. Ông có thể chia sẻ về chặng đường này của mình được không ạ? Một cái hay là tôi cũng rất thích đi du lịch, yêu du lịch, và đặc biệt là tôi nói được rất nhiều ngoại ngữ. Đấy là một cái cơ duyên đầu tiên để mình tiếp xúc với lại khách nước ngoài và nói được cái ngôn ngữ. Và chính vì tiếp xúc với họ nên là hiểu được cái họ mong muốn gì từ du lịch Việt Nam. Và chính vì vậy mà tôi cũng làm cho các công ty cho đến khi thấy rằng là cũng đủ cái tầm để mình có thể là phát triển được. Thì tôi cũng đi du lịch sang Malaysia, thì tình cờ là tôi cũng mua được một cuốn sách về startup và khởi nghiệp bằng Internet. Từ những năm đầu mà Việt Nam biết đến Internet, những năm đầu 2000 chẳng hạn, thì tôi là những người mày mò tự đi mình viết những mã code HTML để mà tạo ra những website từ cái thời đó. Và đấy là những người mà tiên phong trong việc tạo ra thương mại điện tử và chấp nhận cho khách nước ngoài có thể là mua tour mà trả tiền trên online. Thế rồi là tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách, thì tạo ra những cái trào lưu và tôi đi vào cái thị trường ngách. Thì đấy là những cái cơ duyên mà nhờ có Internet thì mới có thể là phát triển được cho đến ngày hôm nay, trong cái việc là tạo ra những trải nghiệm du lịch sang trọng cao cấp. Và tôi thấy rằng là du khách nước ngoài đến với Việt Nam rất là thích những cái di sản ở Việt Nam, thì tôi tạo ra những cái tour di sản này, rồi tour văn hóa và nghệ thuật này, tour săn tranh này, hoặc là những ngôn ngữ của khách sang trọng như là chơi golf này, hoặc là họ đi du thuyền này. Đặc biệt là du khách nước ngoài rất thích nghe kể chuyện. Đặc biệt những chuyện hay, chính như vậy mà những cái câu chuyện mà chúng tôi đang kể từ là văn chương hay hoặc là vua tàu thủy Bạch Thế Bưởi, tất cả những cái yếu đó là những cái mà trải nghiệm của đã mang cho tôi đến với con đường hạnh phúc, là tạo ra những trải nghiệm hạnh phúc, mang những cái trải nghiệm của cá nhân mình bán cho du khách, bán những cảm xúc cho du khách. Đến bây giờ ông có cảm nhận thấy rằng con đường lựa chọn của mình là đúng đắn hay là không ạ? Cuộc đời là một cái hàm tổng của các lựa chọn. Tôi nghĩ mình đang chọn một con đường chính đạo, làm cái niềm vui cho mình, mang ra mình bản cảm thấy mình hạnh phúc, mà tôi gọi là mang lại hạnh phúc, là tiếng Anh là delivering happiness. Nó thể hiện bằng 5 chữ P. Một là P thứ nhất là passion, làm với cái niềm đam mê rất là lớn. Thứ hai là cái purpose, là cái phải có mục tiêu rõ ràng, mục đích rõ ràng. Cái thứ ba là đặt people, đặt cái con người, trải nghiệm vị nhân sinh, cái con người làm trung tâm. Người đây là khách hàng của mình, nhân viên của mình, bản thân mình ở cái trung tâm cho cái việc thỏa mãn đấy. Rồi sau đó là planet, có nghĩa là làm cái sự bền vững, và cuối cùng thì mới là profit. Mà sau tất cả các thứ đấy thì nó sẽ là cái thịnh vượng chung và chúng chia sẻ. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là tôi đang đi trên một cái con đường hạnh phúc và tận hưởng từng phút giây trên cái con đường hạnh phúc đấy. Được biết ông là một người yêu tranh, vậy tình yêu đó được thể hiện như thế nào thưa ông? Nó cũng là một câu chuyện rất là thú vị. Là ngày xưa tôi cũng đã từng làm hướng dẫn viên du lịch và tôi học ngoại ngữ. Chính vì vậy mà khi Việt Nam mở cửa du lịch thì tôi cũng là những cái người hướng dẫn viên đầu tiên để mà đón những cái dòng khách nước ngoài đến Việt Nam để tham quan và du lịch. Trong những cái người khách du lịch đó thì rất là nhiều các cái du khách họ yêu tranh, và họ đến đây cái mục đích là vừa du lịch nhưng lại vừa sưu tập tranh, và sưu tập tranh là chính. Chính vì vậy mà tôi có cái cơ duyên được kết nối với rất nhiều các họa sĩ, kể cả là Nghiêm Liên Sáng Phái, rồi là rất nhiều các họa sĩ đương đại, và trong đó có họa sĩ Phạm Lực. Thì là một cái cơ duyên đưa tôi cái việc là đến với lại nghệ thuật một cách rất là tình cờ. Ông sưu tầm và trưng bày rất là nhiều tranh của họa sĩ Phạm Lực, từ văn phòng công ty cho đến những du thuyền của mình. Vậy thì từ khi nào ông biết đến họa sĩ Phạm Lực cũng như là có niềm đam mê với những bức tranh của họa sĩ này đến như vậy?
Tôi cũng sưu tập của rất nhiều các họa sĩ khác nhau. Trong cái quá trình mà mình đi thẩm tranh rồi là mình đi sưu tầm cùng với các du khách, cũng gặp rất nhiều, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là rất là nhiều các cái họa sĩ cũng có nhiều cái hay tranh đẹp. Tuy nhiên thì cái tranh của họa sĩ Phạm Lực lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm, tôi cũng không thích tranh của ông ấy lắm. Tuy nhiên về sau càng hiểu về cuộc đời của ông ấy, hiểu cái tranh của ông thì mình lại thấy yêu quý. Ví dụ như là Phạm Lực là một trong những cái người mà sinh ra ở Huế nhưng mà sống ở Hà Tĩnh, rồi ông trải qua hai thế kỷ sống qua chiến tranh, sống qua hòa bình, rồi là các cái chất liệu và những câu chuyện tranh không chỉ đẹp về đường nét, màu sắc, hình khối, và tranh của Phạm Lực lại kể cái câu chuyện văn hóa và lịch sử. Những cái câu chuyện đấy nó cho những cái người sinh sau như chúng tôi thì là qua mỗi bức tranh đều thấy được cái hồn cốt của dân tộc, thấy được chiến tranh, thấy được bố mẹ tôi, đặc biệt là bố tôi, những hình ảnh người lính ngày xưa trên chiến trường, hoặc là những cái cảnh của đường Trường Sơn, hoặc là những cái trận chiến. Tất cả những cái đó nó được kể trên tranh một cách sinh động bằng các chất liệu khác nhau, bằng các màu sắc khác nhau, và tất cả những thứ đó đều kể cái chuyện câu chuyện văn hóa và di sản của Việt Nam. Đấy là lý do chạm vào cảm xúc của tôi, chạm vào cái kỷ niệm của tôi. Chính vì vậy tôi sưu tập rất là nhiều tranh của ông, và mỗi một cái nhà sưu tập thì giống như là một cái bảo tàng khép kín, nhưng mà tôi cũng có cái vinh dự và hạnh phúc là mang được cái bộ sưu tập của mình, những cái tác phẩm mà mình yêu quý và lựa chọn khi sưu tập, khi mà tâm tuyệt khí tuyệt giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước. Thì đấy là cái niềm vui là mình đã mang cái niềm đam mê của mình, cái sự yêu tranh của mình để mà có thể là giới thiệu cho nhiều người cùng yêu, cùng hiểu, cùng cảm, cùng khám được cái văn hóa của Việt Nam. Thì đấy là cái niềm hạnh phúc của cá nhân tôi. Và có phải chính niềm đam mê, sự ngưỡng mộ đó đã là động lực để ông cho ra đời cuốn sách Picasso Việt Nam, một đời nghệ thuật không ạ? Thực ra thì khi chúng ta càng yêu, càng hiểu thì càng thương, càng thấy một cái con người rất là tài hoa và có tính lãng mạn, có cái sự hài hước. Và chính vì vậy mà tôi rất là yêu quý tranh của Phạm Lực và cái nhân cách, cái con người của ông. Chính vì vậy mà tôi cũng đã viết ra những cái tác phẩm nghệ thuật để mà giới thiệu về cuộc đời của ông, và những cái bức tranh mà tôi sưu tập, những ý nghĩa của từng bức tranh đó trên các cái du thuyền như Hết Chiếc Bình Chuẩn hay Emperor Cruises, để mà du khách có thể cảm cách trọn vẹn hơn cái nguồn gốc ý nghĩa, rồi các cái chất liệu. Ví dụ như là có những cái chất liệu mà chỉ Việt Nam mới có, ví dụ như là sơn mài và lụa, thì đấy là cái đóng góp rất lớn của mỹ thuật Việt Nam cho thế giới. Và trên du thuyền chúng tôi cũng giới thiệu cái tranh độc bản đó, hoặc là về tranh bao bố chẳng hạn, tức là tranh trên bao tải ấy. Tức là nó thể hiện được cái trong chiến tranh, trong khó khăn mà người họa sĩ đã sáng tạo vẽ, lấy cái luyên vẽ trên cái chất liệu bao tải để tạo ra một dòng tranh gọi là tranh bao tải. Và cái dòng tranh này thì đã đóng đinh cái thương hiệu tranh họa Phạm Lực trong cái làng tranh Việt Nam. Thì tất cả những cái này thì đều kể cái câu chuyện gian khó của chiến tranh Việt Nam, nhưng mà cũng thể hiện được cái hay, cái đẹp, cái sự sáng tạo của người nghệ sĩ trong cái khó ló cái khôn để vẽ được lên những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó kể một cái câu chuyện về chiến trường, về chiến tranh, về sự khó khăn. Đam mê là một chuyện, nhưng để thành công với đam mê của mình lại là một câu chuyện khác. Vậy thì khi quyết định thành lập Luxury Travel, tiền thân của Lux Group, thì ông có nghĩ rằng mình sẽ thành công hay không? Bạn có thể nghi ngờ bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Con đường mình chọn là một cái chặng đường, một cái hành trình, và mình luôn luôn tin tưởng vào cái hành trình đấy, vì nó là một cái hành trình của hạnh phúc. Nó không phải là điểm đến, mà là chúng ta tận hưởng những cái không gian, những cái thành tựu, những cái chặng trên cái chặng đường đấy mà chúng ta đi qua. Thì ngay khi thành lập Luxury Travel, thì khi mà khởi đầu thì cũng rất là nhỏ, chúng tôi đã tin tưởng là đi vào một cái con đường ngách, tức là phục vụ khách chung và cao cấp, tạo những cái sản phẩm trải nghiệm sang trọng, độc đáo, mang nhiều các yếu tố văn hóa và lịch sử cũng như là con người, thiên nhiên, cảnh quan và ẩm thực của Việt Nam nâng tầm. Và như vậy thì chúng tôi nói cái ngôn ngữ của du khách sang trọng mà du khách rất là thích, và chúng tôi đã đi cái con đường ngõ nhỏ và nhà sang đấy trong suốt 20 năm qua, và đã trở thành một trong những cái thương hiệu hàng đầu của Việt Nam và khu vực châu Á. World Travel Award vừa vinh danh Lux Travel DMC là một trong những công ty du lịch sang trọng hàng đầu châu Á. Và chúng tôi cũng rất nhiều các cái giải thưởng lớn, đặc biệt là Travel Life vừa rồi chẳng hạn là một trong những công ty Việt Nam đầu tiên đáp ứng hơn 150 tiêu chí để đạt cái Travel Life của tiêu chuẩn du lịch bền vững của châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng sự thành công của Phạm Hà là do khéo léo kết hợp đam mê của bản thân với sự yêu mến văn hóa dân tộc, những di sản mà cha ông để lại. Ông nghĩ sao về ý kiến này, và nhận định này có đúng hay là không ạ?
Tôi nghĩ cuộc đời tuyệt vời nhất là mình kết hợp được đam mê vào trong kinh doanh. Có những người sống với đam mê mà rất khó có thể kiếm được tiền. Và tôi cũng rất tuyệt vời là kết hợp được vừa đam mê vừa kiếm được tiền. Không những kiếm được tiền mà còn rất hạnh phúc trên cái con đường kiếm tiền đấy, để mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho nhân viên của mình, cho cộng đồng, cho khách hàng và cho xã hội. Thì đấy là cái tôi thấy là rất là hạnh phúc. Và tôi thấy là Việt Nam chúng ta có một cái tài nguyên du lịch rất lớn là văn hóa. Và chúng ta, những người làm du lịch như chúng tôi, thì lấy rằng đấy là những cái mỏ vàng, những cái tài nguyên du lịch rất là lớn, mà có thể là lấy cái cảm hứng để có thể tạo ra những cái trải nghiệm du lịch, du thuyền, giàu cái bản sắc, nhiều cái cảm xúc cho du khách. Và tôi nghĩ đấy là những cái tuyệt vời nhất, để khi chúng ta kết hợp được cái tình yêu rồi di sản phong phú của dân tộc để kể những cái câu chuyện cho du khách nghe, bằng những cái cảm xúc, bằng những cái trải nghiệm du lịch, và cho cả thân tâm và tuệ, và du khách sẽ nhớ mãi những cái câu chuyện, thì chúng tôi cũng rất tự hào được giới thiệu được văn hóa di sản Việt Nam và những câu chuyện về con người Việt Nam xưa và nay. Không chỉ có niềm đam mê với tranh của Phạm Lực, mà một nhân vật cũng xuất hiện rất là nhiều trong những câu chuyện của ông, đó chính là doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Vậy có phải bản thân ông cũng có một niềm ngưỡng mộ đặc biệt đối với vị doanh nhân này hay không ạ? Cũng phải nói là khi chúng ta làm việc bằng niềm đam mê thì chúng ta sẽ tìm tòi, mày mò và khám phá. Một trong những cái cơ duyên của cuộc đời tôi là được nghiên cứu về cụ Bạch Thái Bưởi, và được kết nối cùng với gia đình của cụ khi mà chúng tôi xây dựng và hạ thủy tàu Bình Chuẩn. Chúng tôi đặt là tàu Hethit Bình Chuẩn, là lấy cái câu chuyện và cảm hứng của cụ Bạch Thái Bưởi. Và nó tình cờ là tôi cũng sinh ra cho cụ đúng 100 năm. Thế rồi tàu Hethit Bình Chuẩn cũng lại hạ thủy đúng sau 100 năm, cũng tại vùng nước lịch sử Hải Phòng. Thì đấy là những cái cơ duyên mà cho tôi cái cơ hội có thể được viết tiếp cái câu chuyện của cụ Bạch Thái Bưởi. Ngày xưa, 100 năm trước thì cụ cũng đã có một cái giấc mơ rất là lớn để cho người Việt Nam được đi du thuyền Việt Nam, và người Việt Nam được đi du lịch Nam Châu. Và cái câu chuyện du thuyền thì chúng tôi đang được viết tiếp, và chúng tôi rất là ngưỡng mộ cụ từ cái việc là làm tàu thuyền. Cậu ngày xưa cụ có 30 con tàu chinh phục tất cả các cái con sông, ngọn nguồn con sông của Bắc Kỳ và chạy dọc duyên hải Việt Nam. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục cái giấc mơ đấy của cụ, và vẫn đang triển khai những cái dự án, những cái du thuyền của mình. Hiện tại thì chúng tôi đang có hoạt động kinh doanh tại vùng vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng, rồi là vùng vịnh Hạ Long, cũng như là Nha Trang, tiến tới là các cái vùng biển khác của Việt Nam. Và cái giấc mơ lớn nhất của đời tôi vẫn là chạy dọc duyên hải từ vịnh Hạ Long và tới Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn để viết tiếp cái câu chuyện và tạo ra cái sản phẩm du lịch mới cho du lịch Việt Nam, và những cái biểu tượng du lịch nó mới mẻ, sang trọng và làm biểu trưng của Việt Nam. Có rất nhiều điều tài đức ở vị doanh nhân này. Tuy nhiên, điều gì ông cảm thấy ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi nhất ở doanh nhân Bạch Thái Bưởi? Tôi có nghĩ rất là học rất nhiều thứ từ cụ. Nhưng cổ xưa dân ta có cái câu là nhất sĩ nhì phương tam sường tứ bưởi. Cụ Bưởi chỉ là xếp thứ tư trong những cái người giàu có và thành công nhất, nhưng mà được nhiều người nói đến nhất, và đặc biệt nữa là học sinh lớp 4 còn được học về cụ. Kinh doanh mà tôi học ở cụ nhất, duy nhất và lớn nhất và lộng lẫy nhất chính là cái việc lấy cái tinh thần dân tộc, phải không? Lấy tập trung vào thị trường nội địa hóa, và coi cái dân tộc đấy là cái sự vũ khí, cái sự khác biệt của mình, và tự hào mình là người Việt, văn hóa Việt, và có thể là có những cái ngọn cờ ở Việt Nam để mà có những cái tàu thuyền để đi khắp nước Nam Châu, để người Việt Nam, người nước ngoài có thể thấy được cái tài năng của người Việt Nam, cái sự rạng danh của người Việt Nam, cái văn hóa của Việt Nam, ý chí của người Việt Nam. Đấy là cái sự khác biệt, là lòng tự tôn dân tộc của người Việt. Khi chúng ta ở nước ngoài thì cho ta thấy luôn luôn có cái bản sắc, hay hoặc người nước ngoài đến Việt Nam cũng thấy rằng chúng ta có những cái bản sắc riêng, không trộn lẫn với bất cứ phương nào. Thì cái tính dân tộc của cụ, kinh doanh cũng vì dân tộc, thế đấy là những cái mà tôi nghĩ là những cái bài học lớn nhất mà tôi học được từ cụ. Bản thân ông là một người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, với những di sản của dân tộc. Tuy nhiên, ông làm như thế nào để truyền tải sự đam mê đó đến với nhân viên, và để nhân viên của mình truyền tải những giá trị đó đến với khách hàng ạ? Tôi nghĩ là lãnh đạo là phục vụ. Trước tiên mình phải phục vụ cho nhân viên của mình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho khách hàng. Tuyệt vời nhất là mình kết hợp được đam mê với kinh doanh, và đưa cái đam mê của mình lên những tác phẩm, những sản phẩm trải nghiệm, thì nó mang sự sống động hơn, sinh động hơn. Và như vậy thì là nhân viên của mình cũng có thể họ theo mình được, bởi vì họ cũng cùng cái cảm chung đối với cái yếu tố văn hóa và lịch sử, và họ yêu thích những cái sản phẩm chúng tôi đã tạo ra. Và như vậy họ có cái sứ mệnh là lan tỏa
những cái tình yêu đấy, tình yêu đất nước, con người, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực của Việt Nam để mà cho du khách, và họ kể những cái câu chuyện này cho du khách, vừa cũng là cái điểm bán tốt. Tuy nhiên thì đấy cũng là những cái gì mà cái sứ mệnh của mình nó được lan tỏa với nhiều người hơn, tức là lan tỏa với nhân viên của mình, rồi là đối với khách hàng của mình, để mà yêu thêm cái đất nước của mình. Tại sao Vịnh Hạ Long lại là nơi đầu tiên để ông lựa chọn chia sẻ những câu chuyện về giá trị văn hóa đến với du khách ạ? Phải nói là Việt Nam chúng ta rất là đẹp, rất là giàu có về cái mặt di sản văn hóa và thiên nhiên. Tôi thấy rằng là Hạ Long của chúng ta rất là đẹp về mặt núi non, cảnh quan thiên nhiên, một trong những kỳ quan của thế giới. Và tôi cũng thấy rằng tuyệt vời là mình đưa cái câu chuyện để chân chân du thuyền về cụ Bạch Thái Bưởi, rồi là hai hoàng đế ở Bảo Đại, để mà trên cái du thuyền di sản đấy, không gian di sản đấy, để cho du khách đi khám phá thiên nhiên vịnh Hạ Long, rồi là vịnh Lan Hạ, rồi là vịnh Nha Trang, và sau này Phú Quốc và sông Sài Gòn, thì tất cả những cái đấy sẽ tạo ra những cảm xúc rất là đặc biệt, được lắng nghe những câu chuyện văn hóa và di sản. Chỉ công ty chúng tôi mới tiên phong đưa được những cái thương hiệu mang tính boutique, mang tính rất là giàu có về mặt cảm xúc và di sản như vậy, để cho du khách đi khám phá thiên nhiên trên những du thuyền di sản. Thì đấy là những cái sự khác biệt trong việc tạo ra những sản phẩm, tạo ra những câu chuyện hay để du khách lắng nghe, và rất nhiều các du khách. Đấy là cái cách tiếp cận của chúng tôi, và nâng tầm được di sản và tiếp nối được di sản. Thì đấy là cái sự khác biệt độc đáo của Lac Couche, Lac Coupe đã mang đến đóng góp cho du lịch Việt Nam. Có phải chính niềm say mê văn hóa dân tộc, sự yêu mến và ngưỡng mộ với những nhân vật lịch sử mà ông luôn cho rằng Việt Nam là đất nước đẹp nhất, đáng sống nhất không ạ? Tôi cũng đi rất là nhiều nước trên thế giới, và cũng phải bây giờ cũng phải gần 80 nước trên thế giới. Thì tôi thấy rằng là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều các cái tài nguyên, và đi đâu tôi, khi nói đến Việt Nam là người nói wow, một đất nước rất xinh đẹp và món ăn rất là ngon. Đấy, thì là con người chúng ta cũng thân thiện. Tôi thấy là đi rất nhiều nơi, tuy nhiên là mỗi một cái quốc gia họ cũng có những cái sự khác biệt. Tuy nhiên là với một cái người như tôi thì thấy quê hương mình rất là đẹp, và cũng đáng để sống, và đáng để chinh phục, phát triển cái sự nghiệp lâu dài của mình. Thì tôi nghĩ là đi khắp nơi trong Việt Nam mình, tôi nghĩ vẫn là tuyệt vời nhất. Trong rất nhiều phát biểu của mình, ông đã từng chia sẻ rằng di sản là mỏ kim cương để phát triển du lịch. Và cá nhân tôi cảm nhận thấy rằng ông đã khai thác được một phần của mỏ kim cương ấy. Tuy nhiên, theo ông làm như thế nào để cả ngành du lịch có thể khai thác được lợi thế đó, để Việt Nam trở thành một điểm đến hàng đầu tại khu vực và quốc tế? Tôi như tôi nói thì cũng đi nhiều nơi, là những cái du khách, thế rồi là cũng góc độ của những nhà đầu tư, hay hoặc cả những cái người diễn thuyết trong các chương trình, thì rõ ràng thấy là Việt Nam chúng ta có nhiều các cái tài nguyên trong cái thế kỷ 21 và thời kỳ 4.0, 5.0 này ấy, thì tôi thấy cái việc là chúng ta đang có ba cái thế mạnh rất lớn là nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi tắt và đón đầu được. Thế thì tôi thấy rằng là ba cái mà tôi vừa mới nêu thì rõ ràng là chúng ta đang có phần du lịch và nông nghiệp cũng đang rất là tuyệt vời. Và trong du lịch là Việt Nam chúng ta là một trong những điểm đến và yêu thích của khu vực châu Á. Và trong cái nhiều năm thì chúng ta vẫn cứ loay hoay trong việc tìm được cái định vị sự khác biệt của du lịch Việt Nam so với các nước để thu hút, thì chúng ta đang vẫn thiếu vắng một cái định vị thương hiệu du lịch quốc gia, trong đó có việc lấy cái gì là mạnh nhất của du lịch Việt Nam. Thế thì tôi thấy rằng là chúng ta có văn hóa, có thiên nhiên, có con người, có ẩm thực, đấy là sự khác biệt lớn nhất của chúng ta so với lại các nước trong khu vực, ví dụ như là Malaysia, Thái Lan hoặc Indonesia là những đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta. Thì trong cái việc mà chúng ta cần phải có một sự định vị du lịch quốc gia để mà khác biệt lớn nhất, và khi người ta nghĩ đến Việt Nam thì người ta nghĩ đến du lịch Việt Nam, người ta nghĩ đến điều đó. Thì tôi sau các buổi hội thảo thì tôi vẫn thấy rằng là chúng ta Việt Nam cần định vị là một điểm đến di sản hàng đầu của châu Á. Chúng ta có di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, và chúng ta rất là giàu có về các cái câu chuyện, chúng ta có về di sản để thiên nhiên và di sản văn hóa. Chính vậy chúng ta có thể định vị Việt Nam là một điểm đến di sản, và từ đó chúng ta có thể thu hút được du khách quốc tế đến với Việt Nam để trải nghiệm, nghe những cái câu chuyện, để đắm chìm vào thiên nhiên, để có thể là mạo hiểm, hoặc có thể là đi du lịch nghỉ dưỡng, rồi có thể du lịch biển, vì chúng ta có bờ biển rất là dài, và có thể là ăn ẩm thực những nhà hàng mà đã được vinh danh. Thì tất cả những cái đó là cái tài nguyên du lịch rất là lớn, và Việt Nam hoàn toàn có thể định vị là một điểm đến du lịch di sản hàng đầu khu vực châu Á. Vâng, trong rất nhiều chia sẻ của mình, doanh nhân Phạm Hà đã luôn khẳng định rằng mình rất yêu mến và thích nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, lịch sử con người Việt Nam. Quả đúng như vậy, mọi hoạt động kinh doanh của ông đều xoay quanh hai từ di sản, biến di sản thành lợi thế khác biệt của riêng mình.
Sự thành công của Phạm Hà gắn liền với thương hiệu du thuyền Bình Chuẩn Heritage, với tên tuổi doanh nhân nổi tiếng đầu thế kỷ 20 Bạch Thái Bưởi. Du thuyền Bình Chuẩn được thiết kế dưới dạng một du thuyền 5 sao sang trọng nhưng lại mang hồn di sản Việt, đậm chất văn hóa, lịch sử, mỹ thuật và những tinh hoa Bắc Bộ. Nó được sáng tạo dựa trên cảm hứng con tàu Bình Chuẩn, lừng danh của doanh nhân Bạch Thái Bưởi, con tàu lớn nhất Việt Nam tại thời điểm tháng 9 năm 1919. Hoàn toàn do người Việt thiết kế, đóng mới và chạy thành công từ Hải Phòng đến Sài Gòn đúng một năm sau đó. Tàu Bình Chuẩn của doanh nhân Bạch Thái Bưởi thời đó không chỉ là niềm tự hào của riêng chủ tàu xứ Bắc Kỳ, mà còn là sự tự hào của giới công thương nghiệp, tầng lớp tiểu tư sản người Việt lúc bấy giờ về thành tựu to lớn của công nghệ đóng tàu bản xứ, người ta đóng được tàu Tây. Phạm Hà đặt tên du thuyền của mình là Bình Chuẩn cũng chính bởi mong ước viết tiếp giấc mơ du thuyền Việt Nam cập bến Nam Châu, làm rạng danh người Việt của doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Ngay sau đó, ông còn cho ra mắt cuốn sách Kinh doanh thời 1.0, viết về vị doanh nhân nổi tiếng này. Anh Phạm Hà, CEO của Lock Group thì là một người làm việc rất là chuyên nghiệp, chỉn chu. Trong công việc thì anh có một số những cái châm ngôn làm việc như là kinh doanh bằng sự tử tế hay là dịch vụ tư tâm. Từ đó mà chúng tôi đã học hỏi được rất là nhiều điều để có thể mang lại những trải nghiệm, những giá trị tốt cho khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa thì anh Phạm Hà có một niềm đam mê rất là mãnh liệt với văn hóa, nghệ thuật, lịch sử của dân tộc Việt Nam. Niềm đam mê văn hóa, nghệ thuật, lịch sử của anh Phạm Hà thì đã giúp anh thổi hồn được vào những cái sản phẩm và dịch vụ anh đang mang lại cho khách hàng. Đặc biệt là với những sản phẩm du thuyền ở Vịnh Nha Trang, Vịnh Hạ Long hay là Vịnh Lan Hạ, thì trên mỗi một cái du thuyền có rất nhiều những cái bức tranh về văn hóa, nghệ thuật hay là nhiều những cái góc nó liên quan đến nghệ thuật để khách hàng có thể tìm hiểu, có thể tìm tòi và khám phá thêm về văn hóa của Việt Nam. Hiện tại, ngoài du thuyền Heritage Cruise Bình Chuẩn, tập đoàn của Phạm Hà còn có bản vẽ 3D được đăng kiểm cho du thuyền Phú Quốc, đang đầu tư 10 du thuyền cho đảo Ngọc, nơi có nhu cầu rất lớn cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam. Ở Nha Trang, du thuyền 200 chỗ của thương hiệu Impro Cruise cũng đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi. Bên cạnh đó, lấy cảm hứng từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, Phạm Hà cũng đã xây dựng khu nghỉ núi Secret Hitways Bù Luông với hy vọng mang chút hương xưa của quá khứ lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các ý tưởng, ví dụ như là chúng trong cái tương lai này chúng tôi có những cái dự án chạy dọc bờ biển Việt Nam để du khách có nhiều thời gian hơn, để trên du thuyền thì chúng tôi có thể tạo ra những cái chương trình đấu giá trên du nghệ thuật. Về cái việc đầu tư thì chúng tôi cũng đã có nhiều các cái dự án, ví dụ như là lấy cái cảm hứng từ bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để có thể tạo ra những cái khu nghỉ văn chương đầu tiên tại Việt Nam, tại miền Bắc của Việt Nam, ở Cù Luông hay là Thanh Hóa. Rồi là chúng tôi cũng đang có cái đăng kiểm sẽ mang cái tàu 200 chỗ vào trong vịnh Nha Trang, là một trong những vịnh đẹp nhất của thế giới, có thể đưa du khách đi lặn, đi ngắm hoàng hôn, đi thấy một cái trải nghiệm mà nhiều du khách nước ngoài cả bay cả nửa vòng trái đất đến dưới Việt Nam chỉ được ngắm hoàng hôn, để được thưởng rượu, ngắm cái cảnh của bờ biển Nha Trang, tiến tới là Sài Gòn, sông Sài Gòn, là Phú Quốc. Văn hóa và lịch sử là những kho báu vô tận, chẳng những không bị bào mòn mà còn càng đầy lên, dày thêm theo thời gian. Nếu biết gìn giữ, bảo tồn và kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử hấp dẫn, ngành kinh tế xanh Việt Nam sẽ trở thành thỏi nam châm hút du khách và phát triển bền vững. Và dẫu là lần đầu gặp gỡ hay qua hàng chục cuộc trò chuyện, phỏng vấn, doanh nhân Phạm Hà vẫn khiến người đối diện bị hút vào những câu chuyện văn hóa bất tận. Thưa quý vị khán giả, chương trình mỗi tuần một nhân vật với chân dung doanh nhân Phạm Hà và niềm yêu thích, say mê của ông với văn hóa dân tộc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.